Tập viên Thúy Ngà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thường gặp những cái trường hợp các em nhỏ mà bị gù hoặc là vẹo cột sống ạ. Thì nguyên nhân có thể là do tự phát, do viêm cột sống dính khớp hoặc có thể là do các em ngồi học sai tư thế. Và nếu không được chữa trị kịp thời thì về lâu dài sẽ gây biến dạng cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các em vậy việc phát hiện gù vẹo cột sống sớm nhằm can thiệp điều trị kịp thời có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của các em để tìm hiểu nội dung này chúng tôi mời đến phòng thu phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đinh ngọc sơn trưởng khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện hữu nghị việt đức ạ và hiện phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đinh ngọc sơn cũng đang là tổng thư ký của hội phẫu thuật cột sống việt nam xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đinh ngọc sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ bác xin chào biên tập viên thúy nga rất là cảm ơn chị xin uh, chào tất cả khán giả VOV à, thưa bác sĩ qua thực tế khám chữa bệnh tại khoa phẫu thuật cuộc sống của bệnh viện hữu nghị việt đức thì cho thấy là thực trạng các em nhỏ mắc các cái bệnh lý hù vẹo cột sống thì ở mức độ như thế nào ạ ừ, phải nói là nhờ có VOV và các cái kênh truyền thông khác tôi phải nói thật là mấy năm nay tôi gần đây một hai năm nay tôi thấy là rất, có những cái tín hiệu tích cực rõ rệt ví dụ như là các cháu là đến mùa hè là bố mẹ các cháu quan tâm nhiều hơn trước đây ấy là khi mà đến bệnh viện khám thường là các cháu là có nhiều cháu đã ở giai đoạn là biến chứng di chứng rồi cái là nặng, cái tỷ lệ nặng rất là nhiều nhưng mà những năm, năm gần đây một hai năm gần đây là do mình cũng uh, truyền thông tốt giáo dục sức khỏe tốt là nhiều cháu là đến bệnh viện khám là yeah. ở bây giờ ở giai đoạn rất là sớm mà thậm chí là nó nó, nó gọi là chưa phải là thật sự là vẹo đấy nó Thế mới là nó có những cái dấu hiệu của vẹo thôi sắc vẹo thôi đấy, tiền vẹo thì bố mẹ các cháu đã phát hiện sớm ra đấy là một cái tôi nghĩ là một cái tín hiệu rất là tích cực đấy. Đấy, tuy nhiên là vẫn có những cái trường hợp mà ở những cái vùng mà xa xôi các cháu mà nó không có điều kiện đến để để khám được các tư vấn các chuyên gia thì vẫn có những cái trường hợp nặng thưa bác sĩ sau khi khám phát hiện bệnh nhân bị các bệnh lý gù vẹo cuộc sống thì thường các em sẽ được chỉ định điều trị như thế nào ạ? Vâng, trước hết là sau khi khám tư vấn xong thì uh, tùy theo cái tình trạng cụ thể của bệnh nhân uh, thứ nhất là tuổi uh, tuổi uh, thứ hai nữa là uh, cái mức độ tiến triển của cái vẹo đấy uh, có thể là các cháu lần đầu đến khám nhưng cũng có các cháu là nhiều năm nay rồi thì thì dựa trên cái mức độ tiến triển của vẹo để mình đưa ra cái phương pháp chiến lược điều trị nó nó phù hợp hay rồi là dựa vào cái tổn thương cụ thể vâng. trên các cái phim x-quang rồi cắt lớp để đánh giá cái mức độ tiến triển để từ đó đưa ra các cái phương pháp điều trị phù hợp nhất cho các cháu vâng. có những cháu thì có khi là chỉ cần tập luyện thôi là có thể là nó sẽ cải thiện nó sẽ tốt và thậm chí là là nó sẽ đỡ nhiều và những cái những cái trường hợp nào mà nó vẹo nhẹ chẳng hạn thì có thể hết, đấy, có thể khỏi. Đấy, còn những cái trường hợp nào mà vẹo mà nó đã đang tiến triển chẳng hạn thì với các cái 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 bài tập nó phù hợp với những cái phương tiện ví dụ như là áo trình hình chẳng hạn, đấy. Đấy, uh, hoặc là bó bột chẳng hạn thì có thể là ngăn chặn đấy làm chậm cái quá trình phát triển và thậm chí là có thể đấy là một cái phương pháp điều trị hiệu quả còn cuối cùng là nếu như mà các phương pháp khác mà nó không đạt đổi quả hoặc là trong trường mà ở cái cái bệnh lý đặc biệt là ở trẻ em trẻ nhỏ mà nó tiến triển nó nhanh thì bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật để tránh những cái nguy cơ những cái biến chứng cũng qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã chờ để được tư vấn của bác sĩ Đinh Ngọc Sơn ạ dạ cháu tên là Phương Anh năm nay cháu 18 tuổi vâng chào Phương Anh nhé dạ vâng ạ chào bác sĩ ạ dạ. à, hiện tại thì cháu đang bị uh, đi hơi gù ấy ạ vậy thì cháu có cần đi kiểm tra để biết là mình có bị gù, gù vẹo cuộc sống không ạ ừ sao uh, cháu biết là cháu đi gù cháu nhận nhận biết như thế nào ừ, tại vì mọi người xung quanh thì bảo cháu là đi không được thẳng lưng ấy ạ ừ, ừ tức là thế này này định nghĩa gù là gù là gì là gù là ba cái đốt sống mà nó liên tiếp ý nó 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 có cái góc của hình trên là trên 5 độ thì người ta gọi là gù Đấy, và để mà chẩn đoán gù thì người ta phải uh, chụp x quang sau đó thì là yeah. người ta đo đo cái góc nếu mà trên trên 45 độ thì là là gù rồi và trên 60 độ là 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 phải mình phải can thiệp điều trị Đấy, thế thì uh, thực ra gù thì đấy là mình mọi người nhìn thấy cũng là tôi nghĩ cũng là rất là tốt đấy yeah. bởi vì những cái những cái mà mình nghi ngờ là là mình phải đến để mình kiểm tra bởi yeah. các chuyên gia đấy, thế thì để mà để mà đánh giá cái gù này thì cũng cũng mình 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 ở nhà mình có thể quan sát được ví dụ yeah. như là mình đứng thẳng nhé Đấy, đứng thẳng nếu như bình thường ấy là cái lưng của mình hình hình chữ S nhưng mà nó là đường cong rất là mềm mại. Thế trong trường gù thì là cái đường cong mềm mại đấy, cái hình chữ S đấy nó nó sẽ mất đi, nó sẽ kém đi và mình sẽ lấy thấy cái vùng người ta gọi là vùng lưng tròn. Đấy, hoặc là mình cúi xuống một tí là cái cái mình thấy cái biếu nó tròn tròn ở cái vùng 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 ngực ấy. Đấy, à. thì đấy là cái biểu hiện của cái việc cuộc sống. Còn để chẩn đoán chính xác là mình phải chụp một cái phim x quang toàn thể cuộc sống sau đó mình đo các cái góc cái cuộc sống nó có nhiều vùng mà ở cuộc sống thắt lưng cuộc sống ngực thì gù nó cũng có nhiều nhiều chỗ Đấy, và qua cái 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 chụp chiếu thì mình sẽ đánh giá một cách chính xác vâng ạ xin cảm ơn bạn thính giả đã gọi điện đến chương trình và qua bạn. facebook của chương trình ở địa chỉ là vv 1 gạch ngang thật sự thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi gửi đến chương trình ạ Thính giả Nguyễn Mai Hồng có gửi là chủ đề chương trình rất là hữu ích với công chúng nhất là với các em nhỏ ạ. Và xin cảm ơn bác sĩ. Có thính giả đặt câu hỏi là thính giả Thảo Hà là Xin chào bác sĩ, tôi đang nghe chương trình do bác sĩ tư vấn. Tôi có câu hỏi muốn được bác sĩ giải đáp. Tôi có cháu nhỏ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Khi đi học thì gia đình cần lưu ý gì để cháu không bị gù vẹo cuộc sống khi ngồi học ạ? Vâng. Đúng rồi. Uh, cảm ơn uh cảm ơn tính giả và cảm bác tức là cái câu hỏi này rất là hay và nó thực tiễn cũng là câu hỏi mà nhiều các bố mẹ quan tâm cái tư thế ngồi rất là quan trọng đấy thực ra mà trước hết là, là bác sĩ sẽ giải thích lý do tại sao mà cái nếu mà ngồi mà sai tư thế thì nó dẫn đến cái 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 vẹo cuộc sống bởi vì này trừ trường hợp mà mình sinh ra mình đã bị dị tật bị vẹo rồi làm gì rồi nhưng cái việc vô căn này nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn mà mà thực ra là gọi là vô căn đấy thôi nhưng mà nhưng mà người ta cũng chưa tìm ra một cái các nguyên nhân mà nó 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 gây ra cụ thể thôi thế nhưng mà cái cái việc mà mình ngồi mà sai tư thế ấy Đã. về mặt mình, mình giải thích về mặt, mặt khoa học ấy từ khi mà ngồi sai tư thế ở lâu một tư thế không phải trẻ em đâu kể cả người lớn cũng vậy thì nó sẽ gây ra hiện tượng co cơ ví dụ mình ngồi nghiêng bên phải thì nó sẽ gây ra hiện tượng là 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 co cơ co cơ một bên và khi co cơ một bên đấy nó dẫn hiện tượng là cái cơ một bên co thì bên kia nó nó, nó thì nó sẽ nó, nó bên trùng một bên bên co mà thì à. cuộc sống nó cũng sẽ bị lệch nó vẹo và nếu như mà cái hiện tượng này ngày nào cũng lệch từ tư thế đấy thì nó dẫn đến hiện tượng là lệch một bên vẹo cuộc sống thì đầu tiên là chỉ là vẹo chức năng thôi nếu mình phát hiện sớm mình cho cháu các cái bài tập hoặc là cháu tập thể dục thể thao Uh, chơi các cái môn thể dục thể thao uh, nhảy dây rồi uh, thể dục uh, nhịp điệu hoặc là đi bơi chẳng hạn rất là yeah. tốt cho cuộc sống thì thì những cái những cái biểu hiện cơ năng đấy nó sẽ hết và cháu sẽ trở lại cái trạng thái bình thường còn nếu như mà uh, các cháu không được uh, được thể dục các cháu không được uh, là uh, có những cái bài tập để cho nó mềm cơ ra thì ngày qua ngày tháng qua tháng cái ở vẹo chức năng đó nó sẽ chuyển thành cái vẹo thực thể và khi đó là thành là 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 vẹo thật. Vâng ạ. Ừ. À, tức là chúng ta phải lưu ý cho trẻ một tư thế đúng cũng như là ngay cả tư thế ngồi làm việc của chúng ta cũng cần đúng thì để tránh những cái bệnh lý về cuộc sống đúng không ạ và một số thính giả khác thì có chung một câu hỏi là tôi là làm công việc văn phòng không có thời gian vận động xin hỏi bác sĩ là có bài tập đơn giản nào tại văn phòng có thể phòng tránh các bệnh lý về cuộc sống xin bác sĩ có thể chia sẻ phương pháp phòng hoặc tập luyện để các em nhỏ không bị cong vẹo cuộc sống ạ thực ra bài tập thì nó có các bài tập về cuộc sống lưng thì rất là nhiều đấy, Thế nhưng mà đơn giản nhất là những cái mà thông thường các em ấy, uh, mà tất cả mọi người đều có thể tham gia được. Ví dụ như là cái môn thể thao mà ngay cả bác sĩ, ngay cả ngay cả tôi cũng vẫn phải rèn luyện ấy Tức là cái môn thể thao bơi là cái môn mà phải nói là tốt nhất trong các cái môn thể thao dành cho cuộc sống, bệnh, đặc biệt là những người mà bị 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 bệnh lý về cuộc sống đấy. Bởi vì khi chúng ta bơi ấy là chúng ta chỉ vận cơ thôi chứ chúng ta không có tác động lực đến cuộc sống. đấy Thì cái này là rất là tốt cho tất cả mọi lứa tuổi đấy, và đặc biệt là những người mà bị, bị cái bệnh lý cuộc sống. Vâng ạ. Cái thứ hai nữa là nó có một số cái bài tập mà liên quan đến chủ yếu là chúng ta nhớ là thế này là tập về cuộc sống thì là nó luôn liên quan mấy cái động tác động tác cúi xuống. Vâng. Đấy, khi mà chúng ta khi mà chúng ta nghỉ giải lao chẳng hạn là chúng ta có những cái động tác chúng ta đầu gối chúng ta thẳng sau chúng ta cúi xuống Được. chúng ta cúi xuống là là là, là giúp cho cột sống nó sẽ giãn cái cơ ra. rồi đồng thời chúng ta ưỡn ra phía sau cũng vậy Được. động tác cúi động tác ưỡn rồi động tác nghiêng sang phải động tác nghiêng sang trái À, là 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 chúng ta sẽ giúp cho cái 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 cơ ở cuộc sống nó sẽ cân bằng vâng. nó sẽ giãn ra và Tốt. chúng ta cũng không nên ngồi một tư thế quá lâu để làm việc hay học tập à, vâng ạ và qua số điện thoại của chương trình có vị thính giả đang chờ để được uh, trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Sơn ạ alo xin chào thính giả xin chào bác sĩ vâng. Vâng, chào chào bạn ạ. tôi uh, có một tôi tên là Nguyễn Văn Bảy vâng. uh, có cháu là Nguyễn Bảo Châu nó ngồi học thường xuyên cúi đầu thì nó cháu bị gù thế thì thì tôi nghĩ là cái 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 phương pháp tập ấy là có thể là kê cái gối lông vũ ở cổ ấy, nằm ngửa từ võng từ trên giường xuống ấy, có được không ạ bác ơi thế này này tức là ờ đấy là đấy là bác nghĩ thế thôi <laughs> nhưng mà thực ra là cái 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 tư thế ngồi rất là quan trọng đấy, ở đây có hai cái việc là mình là tư thế ngồi thứ hai mình tập luyện để cho cái cơ nó khỏe cái tư thế ngồi học ở đây là thế này là bởi vì là không phải là mỗi trẻ em đâu mà ngay cả người lớn thế thôi khi chúng ta ngồi làm việc ấy là chúng ta bị cái công việc nó cuốn hút là chúng ta quên mất là cái lưng cái tư thế lưng là phải thẳng thế thì để cho tránh chúng ta khỏi quên ấy ngay cả người lớn cũng vậy là khi chúng ta ngồi này chúng ta sẽ ngồi dịch chúng ta để cái 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 bàn sát mới lại mấy bàn yeah. để chúng ta tựa vào cái lưng vào cái cái thành ghế phía sau ấy để khi chúng ta được tựa vào thành ghế phía sau ấy thì là uh, chúng ta sẽ không quên được cái việc mà 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 cái tư thế nó đúng cái tư thế lưng thẳng. bởi vì nếu mà chúng ta không có cái gì tựa phía sau ấy thì đôi khi chúng ta quên ấy chúng yeah. ta trùng một cái xuống ấy là là chúng ta lập tức là chúng ta thành cái tư thế nó gù nó không sinh lý yeah. à, cái thứ hai nữa là là cái việc mà tập luyện đặc biệt là liên quan đến cái cái vùng cơ vùng lưng ấy là rất quan trọng để giúp cho các cháu là nó 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 tránh bị gù nếu cái cơ lưng nó khỏe, nếu cái cơ mà vùng ngực và vùng thắt lưng phía sau bên phía sau nó khỏe thì nó sẽ chống lại được cái, cái 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 tư thế gù của cuộc sống đấy chứ chứ không phải là cái như bác nghĩ đâu bác Đúng nghĩ hả? là bác cứ ngồi nằm ưỡn ra nhưng mà thực ra đấy là cái cái mình 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 nhìn thấy mình tưởng là nó nó không bị nhưng mà những cái cơ là cái quan trọng chứ không phải là cái cái tư thế đâu ạ cái tư thế ừ. nằm như như bác nói đâu ạ vâng Dạ, bác ở khu vực miền Bắc thì có thể là sắp xếp thời gian đưa cháu bé nhà mình đến khám tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ạ. Và số điện thoại bác có thể liên hệ là 1900-1902 ạ. À, vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đinh ngọc sơn với những bệnh nhân mà cần can thiệp phẫu thuật khi mà à, ở một mức độ nào đó ấy, thì à, các thầy thuốc của khoa phẫu thuật cuộc sống bệnh viện hữu nghị việt đức sẽ áp dụng những cái kỹ thuật gì để mà điều trị cho người bệnh ạ à, tức là cái này là cái cái đánh giá và chẩn đoán hội trận rất là quan trọng à. tùy vào cái từng trường cụ thể nó phụ thuộc vào thứ nhất là là, là độ tuổi lứa tuổi rồi cái cái tổn thương thực thể đó là loại vẹo gì đấy loại vô căn hay là hay là mắc phải đấy, hay là hay là vẹo đơn thuần hay là cả gù với vẹo nữa đấy, đấy rồi à, cái chức năng hô hấp của bệnh nhân đấy, tốc tốc độ phát triển quá cho mình theo dõi mà từ đó mình sẽ đưa ra cái chiến lược điều trị đấy, phương pháp điều trị nó phù hợp nhất đấy từ đơn giản nhất là ví dụ như là chỉ theo dõi thôi đấy, theo dõi là giúp cho các, các cháu là hướng dẫn cho cháu là những cái bài tập luyện rồi đến các cái trung tâm phù hợp chức năng các bác sĩ chuyên khoa phù hồi chức năng người ta sẽ hướng dẫn cho những cái bài tập để làm sao mà giúp cho phổi nó nở này hô hấp nó tốt này rồi giúp cho các cái cơ cạnh sống nó cân bằng để cho cuộc sống nó tự nó, nó, nó tự bình chỉnh đấy ừ. hoặc là nếu mà nặng hơn chẳng hạn mà từ 22 độ trở lên nên là các cháu 22 23 độ trở lên là các cháu phải mặc một cái áo chỉnh hình. Yeah. À, tất nhiên là tuổi còn nhỏ cơ. chứ nếu mà tuổi mà 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 lớn rồi chẳng hạn là không được. tuổi nhỏ mà xương uh, nó đang phát triển mà cuộc sống mà vẹo mức độ là trên từ 30 đến trên 22 đến 30 độ ấy là cái 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 tuổi đến mà mặc cái áo chỉnh hình rất là tốt. Nên nó giúp cho cái ngăn hoặc là kìm hãm cái kiểm soát được cái 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 phát triển của cái vẹo cuộc sống bởi vì mục đích của chúng ta ở đây là vẹo cuộc sống này, là trẻ em này là chúng ta không phải là uh, mục đích là để làm chỉnh để cho cuộc sống nó thẳng hoàn toàn như bình thường mà mục đích ở đây như thế này, này là chúng ta vừa kiểm soát được cái cái vẹo cuộc sống tức là không để cho nó 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 nó, nó nặng lên uh, nó phải nó phải tốt lên nó phải đỡ đi nhưng quan trọng nữa là gì là các cháu là mình phải giữ được cho tiếp tục phát triển vâng. chiều cao ấy. Đấy chứ nếu không là bây giờ mình mổ như người lớn mà mình lại đóng cứng lại mà hàn các cháu không phát triển được thì rõ ràng là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự phát triển không những là cuộc sống mà ảnh hưởng đến cả các cơ quan nội tạng khác, ví dụ như phổi, tim mạch, tiêu hóa rất nhiều thứ. Đấy. Vâng ạ. À, thưa Phó Giáo sư, có thể nói là bị gù vẹo cuộc sống mà để lâu ngày không điều trị thì chúng tôi còn đã được biết là có những cái trường hợp là có những em nhỏ bị gù vẹo cuộc sống tới mức là cuộc sống cong vẹo như hình chữ S hoặc là có trường hợp mà diễn tiến nhanh thì có em nhỏ đã bị liệt à, và về lâu, về lâu dài ấy, không được can thiệp kịp thời thì cái biến chứng cũng như là cái thời gian điều trị của các em sẽ mất khoảng bao lâu ạ? Vâng. Ừ, thứ nhất là nếu mà để muộn ý, cái muộn mà để đến, đến mức mà biến chứng di chứng rồi là rất là can thiệp rất là phức tạp và đấy, đấy. cái khả năng hồi phục rất là kém đấy, ví dụ như này ví dụ như là ảnh đầu tiên là ảnh hưởng đến vẹo cột sống mà nặng thì đầu tiên ảnh hưởng đến hô hấp đầu tiên đấy, bởi vì là nhiều cháu là là, là bị xẹp hết một bên phổi rồi đấy. chỉ thở được bằng đúng một bên phổi thôi đấy. mà cái bên phổi đấy thậm chí là còn còn hô hấp còn kém nữa đấy, như vậy là hô hấp là ảnh hưởng rất là nhiều cái thứ hai nữa là khi mà bị vẹo nặng như thế là nó ảnh hưởng đến cả tuần hoàn nữa cái tim đấy, cái mạch máu nó bị chèn ép đấy là có thể ảnh hưởng đến tim mạch rồi nữa là liên quan đến cái hệ thống tiêu hóa đấy, ví dụ như là, là là nó bị chèn ép chẳng hạn làm cho các cháu nó ăn uống nó khó đấy, nó, nó 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 tiêu hóa nó khó rồi, rồi 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 nó có thể nó bị bị chèn ép Đấy, rồi rồi cái nặng nhất ấy mà đã có nhiều có một số trường hợp rồi đó là cái chị tình trạng bị liệt Đấy, có một số cái thể mà tiến triển rất nhanh nó phối hợp giữa vẹo và gù cuộc sống mà lại ở thể ngực chẳng hạn thì nó sẽ tiến triển rất nhanh và thậm chí là gây ra liệt hai chân liệt hoàn toàn liệt vận động luôn là những trường hợp thì tin tưởng rất là là xấu. À, và cũng tiếp tục qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả cũng đang chờ khá lâu để được uh, đặt câu hỏi với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Sơn ạ. Alo xin chào thính giả. À, dạ, Xin chào quý chương trình ạ. À, xin chào thính giả. À, xin mời bạn có thể giới thiệu về bản thân và có câu hỏi với chương trình ạ. À, cháu là một Kim Anh sinh viên trường học viện báo chí và tuyên truyền ạ. Ừ. À, thì thường xuyên gần đây là cháu phải đeo ba lô rất là nặng đi học ạ và vậy cháu có nguy cơ bị gù vẹo cuộc sống không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, ừ. uh, rất câu hỏi rất là hay. <laughs> vâng. Tức là Đúng. đeo cặp nặng thì là từ cấp một Vâng. Cái Đem. cái này là bên uh, người Nhật người ta rất là quan tâm đấy. Vâng. Người Nhật người ta đã thiết kế những cái ba lô để làm sao mà khi trẻ em mà đeo ấy là nó cái cái cái, cái trọng tâm ấy, ừ. đấy, nó, nó 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 ít bị ảnh hưởng đến cái cuộc sống thế thì thế thì thế này này thế thì uh, như là lúc đầu bác sĩ cũng đã đã nói rồi trao đổi rồi uh, cái việc mà chúng ta làm chúng ta uh, chúng ta làm việc uh, chúng ta ngồi chúng ta đi chúng ta đứng và chúng ta đeo ba lô là cái việc đấy là việc mà trong cuộc sống mà chúng ta hàng ngày chúng ta phải 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 thực hiện uh, không tránh khỏi ngay cả bác sĩ cũng phải đeo ba lô thế tuy nhiên là thế này này nếu như mà nếu như mà cái việc này nó không xảy ra thường xuyên thì chúng ta cũng không sợ cái thứ hai là chúng ta có những cái thể dục thể thao những cái tập luyện để sau những cái mà những cái ngày mà làm việc vất vả những cái buổi sau những cái thời gian mà chúng ta phải 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 đòi hỏi cuộc sống làm việc như thế thì cuộc sống đặc biệt là phần cơ ấy, nó sẽ tái tạo lại đấy nó sẽ nó sẽ không bị, bị 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 co cơ nó sẽ không bị 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 bị, bị ảnh hưởng đấy và ừ. như vậy là cuộc sống của chúng ta sẽ nó sẽ đảm bảo về chức năng vâng. không ngại đâu vâng à, xin cảm ơn bạn thính giả và có một số thính giả thì đặt câu hỏi rằng là chúng tôi nghe nói các con chơi điện tử trên điện thoại máy tính hay xem tivi nhiều thì cũng có thể gây cù vẹo cuộc sống và à, nghỉ hè mùa hè này các gia đình thì nên cho các con chơi các cái thiết bị điện tử rồi xem tivi à, trong bao lâu thì cần ngừng ạ để không ảnh hưởng nhiều đến tư thế cũng như là cuộc sống của các con à, xin cảm ơn bác sĩ ạ vâng đúng là cái cái việc này là ngay cả gia đình nhà tôi cũng bị vướng yeah. đấy, mình cũng phải uh, theo dõi các, các con đấy, thì, thì, thì bởi vì là khi mà các các, các con chơi ấy đấy, thì các con là không uh, không quan tâm đến tư thế đâu cứ làm thế nào cứ mỏi một cái này mà chuyển là nằm là sang ngồi đấy thế thì tốt nhất là <laughs> tốt nhất là các uh, bố mẹ đấy, người nhà người thân uh, hãy uh, chỉ cho con chơi cái thiết bị điện tử chỉ không không quá một tiếng đồng hồ Đấy, à. nửa tiếng một tiếng thôi mình mình nên hạn chế cái việc đó Đấy, không không phải mỗi mỗi cuộc sống đâu mà ngay cả nó không tốt cho cả cái 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 mắt ấy. Đấy, à. cái rất là quan trọng rồi cả cái cái trí não nữa à, như vậy thì các gia đình cũng có thể là gọi là sắp xếp thời gian để quản lý con tốt hơn à. trong mùa hè và có một thính giả khác cũng đang đợi để được trò chuyện với bác sĩ ạ. alo xin chào thính giả à, xin chào thính giả Hello. Vâng ạ. À, xin mời anh đặt câu hỏi ngắn gọn với uh, chuyên gia của chúng tôi ạ. Vâng, báo cáo anh là tôi năm nay là 86 tuổi. Vâng. chào bác. Chúc mừng chào. bác. Bác tuyệt vời. Chúc bác uh, tiếp tục là có nhiều sức khỏe ạ. À. Vâng. Năm nay 86 tuổi uh, bị uh, cuộc sống nó vẹo. Và hiện nay nó chèn, nó rơi thần kinh. Tức quá không đi được. Mà không thuốc nào khỏi. Thì đề nghị uh, chuyên gia là có làm nào được không ạ? <laughs> vâng vâng ạ ờ, chào bác và tức là thế này của bác vẹo cuộc sống thì nó khác với lại trẻ em tức là vẹo cuộc sống của bác là vẹo cuộc sống do thoái hóa tức là do cái cuộc sống nó bị thoái hóa do cơ nó bị co có rút Đấy, nó dẫn đến hiện tượng là cuộc sống nó bị vẹo Đấy, thế thì khi mà khi mà thoái hóa cuộc sống khi vẹo cuộc sống ấy thì có thể là nó gây ra cái hiện tượng chèn ép một cái dây thần kinh nào đó Đấy, và bác gây ra bác bị đau bị hẹp bông sống thì để mà điều trị cho bác thì trước hết là phải phải đến các cái chuyên gia để khám bác ạ để xem xem là bác bị thoát vị hay là bác bị hẹp ống sống đấy, phải chụp chiếu đấy, chụp cộng hưởng từ chụp ít dịch quang để chẩn đoán nó chính xác là gì và từ đó mới có các biện pháp có thể là đơn giản nhất nên là ví dụ như là điều trị nội khoa phối chức năng đấy, hoặc hoặc là tiến thêm một bước nữa là bây giờ là có các cái phương pháp nó cũng nhẹ nhàng thôi ví dụ như là phong bế chẳng hạn À, tiêm các cái thuốc mà giảm đau chống viêm vào cái phần cuộc sống cho bác nhưng mà phải là phải là các cái cơ sở chuyên ngành cơ okay. à, thì cũng có thể là chưa chắc đã phải mổ còn nếu như mà các biện pháp đó mà không đỡ à, tập luyện không đỡ dùng thuốc không đỡ tiêm phong bím không đỡ thì có thì có thể phải sử dụng cái biện pháp cuối cùng là phẫu thuật cho bác ạ à vâng ạ xin cảm ơn vị thính giả đã gọi điện với chương trình à, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đinh ngọc sơn trưởng khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện hữu nghị việt đức tổng thư ký hội phẫu thuật cột sống việt nam với phần tư vấn hữu ích và cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi về các nền tảng của chương trình